Xin chào mọi người và đặc biệt là những người tuổi Tuất. Đây là video clip mình sẽ chia sẻ với mọi người về tử vi vận hạn của tháng Bính Tý, tức là tháng 11 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019. Một cái tháng có thể nói rằng là có khá nhiều cái sự tích cực đối với đặc biệt là hai cái tuổi như là Nhâm Tuất và Giáp Tuất, một trong những cái tuổi mà có nhiều cái biến động ở cái năm Mậu Tuất nhất. Phải nói rằng là người tuổi Tuất với cái năm trực thái tế năm vừa rồi có cái nhiều cái điều không có được ok cho lắm, đặc biệt là với các anh chị Canh Tuất. Thì sang năm nay thì tín hiệu nó cũng gọi là tốt đẹp hơn một tí, không còn nhiều cái sự chống phá. Tuy nhiên là cái hậu quả mà để lại ở trong cái năm Mậu Tuất nó quá lớn, cho nên là các anh các chị bị gọi là hụt hơi ha. Bây giờ đang ở trong quá trình gọi là khắc phục hậu quả nó hơi nhiều. Thì xem là tháng Bính Tý của năm Kỷ Hợi này tốt đẹp cỡ nào. Sau cái tháng 9 này thì mọi chuyện nó đã tốt hơn đối với người Canh Tuất rồi, nhưng mà tháng 11 này thì tốt, thì tốt nó ra sao? Đầu tiên thì mình sẽ phải nói đến các cô các chú sinh năm, các anh các chị sinh năm 1958 với mạng bình địa mộc. Thì người mà bình địa mộc gặp tháng Bính Tý là tháng thủy, như vậy là xét về chủ mạng đó là thủy sinh mộc, bản mệnh được tương sinh tốt cho sức khỏe và bổn mạng, đặc biệt là phúc tinh tài tinh vì thế cũng tươi sáng hơn, hửng hồng hơn, sẽ đem đến nhiều may mắn hơn cho cái tuổi của các anh các chị sinh năm 1958. Thiên can thì chữ Mậu với chữ Bính là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ xét về mặt tử vi. Còn nạp âm ngũ hành của Bính là hỏa, Mậu là thổ, cho nên là nạp âm ngũ hành của thiên can là được tương sinh, cho nên là có chút tài lộc nhưng không quá lớn. Ok. Người Mậu Tuất thì cũng đã là những người khá lớn tuổi. Nếu đúng ra thì các anh thì còn làm nhiều, chứ còn các chị thì nếu mà tuổi này thì đa phần là hưu hết rồi ha. Cho nên là công danh tài lộc mà có thể nói thì ảnh hưởng nhiều cho các anh với cái sự suôn sẻ về thiên can như thế này, cùng với là nạp âm ngũ hành của thiên can được tương sinh thì chắc là ngon lành, kiếm được chút ít để mà ăn tới tay ha. Rồi, địa chi là Tý Tuất thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương hợp với nhau, cho nên là cái phần địa chi thì nó liên quan nhiều đến cái việc tình cảm và gia đạo, cho nên là tình cảm và gia đạo không có cái sự xáo trộn buồn phiền nhiều, không có vấn đề, tốt đẹp. Rồi, người tuổi Tuất tiếp theo mình sẽ chia sẻ cái tử vi tháng Bính Tý, tháng 11 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tức là người Canh Tuất sinh năm 1970 với mệnh xuyến thoa kim. Người mệnh kim gặp tháng thủy là sinh xuất, kim sinh thủy, bản mệnh sinh xuất, sức khỏe bổn mạng không được ok cho lắm, hơi bị suy yếu. Tuy nhiên là trong cái xét về chủ mạng thì mình đã nói rất là nhiều rồi, nó có ba cái là mạng, tháng khắc bổn mạng là bổn mạng mình khó khăn nhất, bổn mạng sức khỏe khó khăn nhất. Tới thứ nhì là mình khắc tháng, bổn mạng khắc tháng là khó khăn gì, và sinh xuất là khó khăn thứ ba. Thì cái mạng sinh xuất về thì bổn mạng mình chỉ bị suy yếu thôi. Thì sức khỏe không vấn đề, nhưng mà đều có cái khi bổn mạng mình suy yếu thì phúc tinh tài tinh nó cũng suy yếu theo, phá và bại tinh rất dễ hoành hành, cho nên là có thể là đem đến nhiều cái điều không có ngon lành cho lắm. Thiên can thì chữ Bính nó khắc chữ Canh, thiên can bị tháng tương khắc, công việc báo hiệu sẽ có nhiều khó khăn, cẩn thận sẽ lâm vào bể tắc, đặc biệt là với các anh nam mạng. Có tháng 9 thì là tháng tuổi thì không tốt về gia đạo tình cảm, tháng 10 thì ok, tháng 11 với cái chữ Bính hình Canh này thì các anh là các anh nam thì em nhớ cẩn thận chứ để không lại hao tài, không có cái đường lùi ở trong cái công việc. Địa chi thì Tý Tuất tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương hợp nhau, cho nên gia đạo tình cảm thì không vấn đề. Nếu như vậy thì xét cho người tuổi Canh Tuất, do là bổn mạng bị sinh xuất thì cái phúc tinh và tài tinh nó yếu đi,
là gặp thiên can tương khắc, bị tháng khắc nữa, thì tháng này nên cẩn thận về mặt giấy tờ tiền bạc, coi chừng hao tài đó. Đó là những cái gì mà người canh tuất phải để ý ở trong cái tháng 11 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019. Tiếp đó là người tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, với mệnh đại khê thủy, đại hải thủy. Đây là một trong cái tuổi mà năm ngoái mình nói là giữ được mạng cũng là tốt rồi, mà giữ qua tới năm nay rồi thì ok, xem là nó sẽ thế nào. Thì với người mệnh thủy gặp tháng Bính Tý là tháng thủy, như vậy thủy đồng hàng bổn mạng, sức khỏe không vấn đề. Thiên can thì chữ Nhâm của Nhâm Tuất nó khắc chữ Bính, tháng tương khắc thiên can, gọi là Nhâm hình Bính, là mình khắc thiên can ha. Bản thân là chữ cái Nhâm của mình là khắc chữ Bính. Công việc có báo hiệu nhiều khó khăn chống phá, có cái sự chống phá, nhưng mà mình đỡ hơn người canh tuất, làm dù gì nữa là mình khắc nó, mình khắc tháng, cho nên là công việc có tạo ra sự khó khăn, có buồn phiền, nhưng mà cũng sẽ không lầm vào bế tắc đâu. Dù gì đi nữa thì mình vẫn có thể khống chế và giải quyết được, tuy nhiên là mình phải đầu tư tâm sức nhiều thôi ha. Các đặc biệt là với các em nữ mạng Nhâm Tuất, cẩn thận công việc, coi chừng có bị người ta thọc kẹo bánh xe ha. Rồi, người tiếp theo của tuổi Tuất là người Giáp Tuất, sinh năm 1994, với mệnh Sơn đồng hỏa. Thì người mệnh hỏa mà gặp tháng thủy, như vậy là thủy khắc hỏa, mạng bị tháng khắc, sức khỏe cẩn thận nhiều việc xấu, có thể là có những cái việc xảy đến tai nạn phạm thân, cho nên là người Giáp Tuất ở trong cái tháng Bính Tý, tháng thủy này phải nên cẩn thận một tí xíu. Đặc biệt là với các em nữ mạng. Thiên can Giáp Bính thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Giáp thì là mộc, Bính thì là hỏa, nạp âm ngũ hành của thiên can là bị sinh xuất. Mộc sinh hỏa, cộng với cái mạng là bị thủy khắc hỏa, thì phúc tinh và tài tinh coi như không có tác dụng, phá và bại tinh rất dễ hoành hành. Như vậy thì cẩn thận hao tài đối với các em nam. Địa chi thì Tý Tuất tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương hợp nhau. Gia đạo tình cảm thì không có vấn đề. Đây là điều rất là vui mừng đối với người nữ mạng Giáp Tuất. Như vậy đối với tháng Bính Tý, tháng 11 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, người Giáp Tuất đặc biệt phải cẩn thận bổn mạng của mình khi bị thủy khắc hỏa, bị tháng khắc bổn mạng của mình. Thứ hai nữa là cẩn thận cái việc hao tài, nhưng mà không quá lớn, do cái chữ nạp âm ngũ hành của chữ Giáp và nạp âm ngũ hành của chữ Bính là sinh xuất ha. Đó là những gì mà người Giáp Tuất phải cẩn thận ở trong cái tháng 11 âm lịch, tháng Bính Tý. Người cuối cùng của tuổi Tuất mà mình chia sẻ về cái tử vi của tháng 11 âm lịch năm Kỷ Hợi 2019 chính là người Bính Tuất, sinh năm 2006, và các bạn sinh năm 1946, với mệnh là Ốc Thừa Thổ. Nhưng hai cái tuổi này, một là các cháu còn quá nhỏ, hai là các bác đã lớn, cho nên là không có còn ở trong cái tuổi lao động. Các cháu nhỏ đi học, các bác lớn thì ngồi ăn hưởng tuổi già, cho nên là mình sẽ xét thêm bổn mạng và gia đạo nó sẽ ra sao. Thì bổn mạng của cái người Bính Tuất, do là mệnh thổ, gặp tháng thủy là thổ khắc thủy, bản mệnh khắc tháng, không tốt cho sức khỏe và bổn mạng, cần cẩn trọng. Dù gì nữa như ta nói nha, xấu nhất vẫn là tháng khắc bổn mạng, giống như Giáp Tuất khi mà bị thủy khắc hỏa, còn cái này là mình khắc tháng, cho nên là có chút khó khăn, có chút không tốt về mặt sức khỏe, nhưng mà không có nguy nan, tức là có bị suy yếu, có bị ví dụ như có tai nạn thì cũng chạy xước rồi này kia thôi, chứ không nguy nan như là người Giáp Tuất. Cho nên là cũng là một điểm cộng. Thiên can chữ Bính thì đồng hàng tài lộc và mọi thứ thì không có vấn đề, có thể nói là mình như đã nói hồi đầu là người một là nhỏ quá, hai là lớn quá, cho nên là không nói tới việc công việc. Địa chi thì Tý Tuất tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương hợp nhau. Gia đạo thì tình cảm gia đạo sẽ ít xàm xáo đối với các bác sinh năm 1946, cảm thấy là vui vẻ bình thường, không có vấn đề. Còn các cháu nhỏ thì chắc là
không có suy nghĩ gì nhiều đâu, tuổi này cũng chưa đến tuổi cặp kê mà ha, cho nên là cũng không có vấn đề gì về tình cảm cả. Như vậy thì mình đã chia sẻ xong cái vận hạn tử vi của cái tháng Bính Tý, tức là tháng 11 âm lịch của năm Kỷ Hợi, đối với tất cả những người tuổi Tý. Ngoài cái việc là tốt đẹp về tình cảm gia đạo ở trong cái tháng 11 âm lịch, thì người tuổi Tý, đặc biệt là người Canh Tý và người Nhâm Tý, phải cẩn thận nhiều hơn về cái công việc làm ăn của mình, đặc biệt là với các anh tuổi Canh Tý rất dễ xảy ra hao tài vì cái chữ Bính của Bính Tý nó khắc chữ Canh. Còn ngược lại thì người Nhâm Tý là chữ Nhâm khắc chữ chữ Bính. Cẩn thận công việc, cẩn thận cái việc ký tá giấy tờ ở trong cái tháng 11 âm lịch này không có phải là quá dư thừa đối với cái người tuổi Canh Tý và Nhâm Tý, đặc biệt là Canh Tý là nam mạng mà Nhâm Tý là nữ mạng. Còn đối với cái bổn mạng thì rõ ràng là người Giáp Tý với việc bị thủy khắc hỏa phải cần cẩn thận nhiều ở trong cái sức khỏe của mình. Hy vọng rằng những cái thông tin, cái tổng hợp về tử vi của mình vừa rồi sẽ là một cái hành trang nhỏ giúp ích cho cái người tuổi Tý có được cái nhận định trong cái công việc làm ăn hoặc cùng tình cảm gia đạo của mình cũng như là bổn mạng để mà ứng dụng. Mọi người tuổi Tý xem video thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Ba Tử Vi cũng như kênh Tử Vi và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của mình hoặc là người thân. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.